Mai mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cho giảm thiểu được cái bộ nhớ của máy các bạn khi chúng ta cài game và cài nhiều quá nhiều ứng dụng hoặc là máy cập nhật quá nhiều, thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó bộ nhớ máy nó tăng lên. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải kiểm tra các cái phần mềm của mình nó quá nhiều thì chúng ta phải xóa đỡ đi. Ví dụ như là phần mềm SmartWick này chúng ta không cần, đúng không? Hoặc là bé học chữ này chúng ta không cần, hoặc khủng long này đấy, hoặc khủng long này, thì những cái nào mình không cần thì chúng ta xóa đi. Thì chúng ta sẽ xóa chúng ta sẽ xóa phần mềm White Test to Feed này trước. Chúng ta ấn vào, thì chúng ta ấn vào cài đặt đấy, đây là gỡ, chúng ta ấn vào OK là xóa phần mềm cài đặt. Thì chúng ta đã hết hết cái phần mềm đó. Khi chúng ta ở các cái hệ điều hành khác thì chúng ta sẽ kích vào phần mà cài đặt. Đây là phần mềm gỡ ứng dụng riêng và chung, thì chúng ta cũng cứ vào phần cài đặt ứng dụng. Thì tất cả các phần mềm Android từ 2.3.6 đến 7 chấm thì vào ứng dụng, thì chúng ta sẽ đây vào ứng dụng thì nó có tất cả các phần mềm chúng ta đều có thể sử dụng được sử dụng xóa đi được, thì chúng ta sẽ xóa cái phần mềm này đi. Thì khi vào trong này thì chúng ta sẽ xóa cái phần mềm đi, thì chúng ta mở ra ngoài đó, chúng ta xem cái phần mềm nào nó không chúng ta mình không dùng nữa thì chúng ta sẽ xóa đi. Đây, chúng ta bật cái phần mềm Dassault 3D này xem thế nào nhé. Đây, cái phần mềm này nó có ứng dụng là có khủng long nó trong suốt, thì chúng ta sẽ phá đi vì mình sẽ không dùng cái nó nữa. Là chúng ta xóa đi nha. Chúng ta kích vào, chúng ta di lên cài đặt, hoặc là chúng ta vào phần ở cài đặt chúng ta vào ứng dụng, thì chúng ta kéo đến cái chỗ khủng long 3D đấy. Khủng long 3D đây, chúng ta kích vào đây rồi chúng ta gỡ bỏ đi, thì bộ nhớ chúng ta sẽ tăng lên 100 MB. Và chúc các bạn thành công. Khi làm như này thì chúng ta không muốn ứng dụng gì chúng ta xóa bỏ đi. Xin chào các bạn.